thì tôi định mọi người bỏ hết tất cả mọi thứ ở trên tay xuống ạ. Ngồi thẳng người mình lên một chút ạ. Rồi. Tôi bảo ra mọi người đang ngồi rất cong đúng không ạ? Ok. Thì chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại. Cái trở ngại đến thành công đó chính là nỗi sợ của chúng ta. Tôi đứng trên sân khấu này và tôi đang rất sợ rằng mình không thể có một bài trình bày ý nghĩa với tất cả mọi người. Còn nỗi sợ của các bạn là gì? Các bạn thế hệ Z chắc chắn là sợ sắp thi học kỳ rồi. Các bạn cuối của thế hệ Y thì sắp thi đại học rồi. Nếu chưa thì sao nhỉ? Các bạn thế hệ Y là thế hệ X, chúng ta đang đi làm mà. Liệu chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp với công việc của mình hay không? Liệu sếp của chúng ta thứ hai đi làm vì hôm nay đi TEDx không chuẩn bị sẽ bằng chúng ta? Thế hệ Baby Boom mà. Không biết là mình về hưu thì có đủ lương không? Không biết là mình có một sở ý nghĩa hay không? Rồi tất cả chúng ta đều sợ những cơn bão sắp đến đúng không ạ? Rồi, các bạn mở mắt ra và thở. Cảm giác thế nào khi nghĩ về nỗi sợ của mình? Thấy người nó tê tê không ạ? Thấy rất là sợ đúng không? Thì đấy là cảm giác về sợ hãi đúng không? Đấy là một điểm chung của tất cả chúng ta. Bất kể tuổi tác, bất kể bạn đến từ đâu, chúng ta đều có một nỗi sợ. Chính nỗi sợ đấy nó là cái bước cản để chúng ta có thể tiến nhanh trên cái con đường mà hoàn thiện bản thân mình, trở thành những người tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Sợ hãi bản chất nó là một phản ứng của cơ thể, của hệ thần kinh, hệ sinh hóa trong con người chúng ta đối với các tác nhân bên ngoài. Có những nỗi sợ rất tự nhiên đúng không ạ? Chắc ở đây thì ai nhìn thấy rắn cũng hơi sợ đúng không ạ? Thì đấy là những nỗi sợ rất tự nhiên để nó bảo vệ được chúng ta. Còn có những nỗi sợ nó mang tính không tự nhiên cho lắm, tôi gọi đó là những nỗi sợ xã hội. Và trong cái phần mà chúng ta cùng nghĩ về những nỗi sợ của mình, đa phần tôi nói đến những nỗi sợ xã hội. Những nỗi sợ xã hội bản chất nó đến từ cái sự nhận thức chưa được đúng cho lắm về các sự vật hiện tượng xung quanh và cái phản ứng thái quá của chúng ta đối với những cái sự vật hiện tượng đó. Ví dụ cùng trường đại học đúng không? Thì có những bạn thấy suy sụp, thấy chắc là đến ngày tận cùng của thế giới đúng không? Nhưng mà một số bạn khác thì lại cho đấy là một cơ hội, một cánh cửa mới mở ra và cuối cùng tôi được làm việc mình thích đó. Đấy chính là cái sự khác biệt trong cái phản ứng cuối cùng của sự vật hiện tượng ở mỗi con người, nó tạo ra những nỗi sợ khác nhau. Thì cái điểm hại của sợ hãi tức là sao ạ? Nó sẽ giúp khiến cho chúng ta bị tê liệt. Tự nhiên nó cái phản ứng của cơ thể chúng ta thế. Tôi cũng không phải là chuyên gia về hormone, tôi không biết nó là hormone gì, nhưng cảm giác chung của chúng ta khi nghĩ về nỗi sợ của mình thì đều khiến cho cơ thể tê liệt, tức là cảm giác bị tôi rất sợ, tôi không biết phải làm gì khác. Ở một số trạng thái cực đoan thì có thể là nỗi sợ sẽ dẫn đến việc là bạo lực. Bạo lực ở đây tức là có thể là nhẹ nhàng thì là nâng cẳng tay hạ cẳng chân gì đó. Còn bạo lực ở một mức cao nhất của nó là tước đi mạng sống của một người khác, của một sinh vật khác, đúng không? Thì đấy là những cái hình thái của nỗi sợ. Vậy câu hỏi đặt ra, liệu chúng ta có thể vượt qua nỗi sợ của mình hay không? Các bạn đều muốn thành công đúng không ạ? Tất cả chúng ta ở đây đều muốn trở thành một con người tốt hơn, đóng góp được nhiều hơn. Vậy câu hỏi đúng rằng không phải là bạn có muốn thành công hay không? Câu hỏi đúng là nỗi sợ của bạn là gì và làm thế nào để vượt qua nó? Mỗi người chúng ta sẽ có một nỗi sợ khác nhau đúng không ạ? Thì hôm nay tôi không nghĩ là tôi sẽ đưa ra được một cái hệ thống lý thuyết vững chắc và có thực chứng về việc mà vượt qua nỗi sợ của mình. Tôi chỉ xin phép kể câu chuyện bản thân về cách tôi đã
nhận thức được các cái nỗi sợ của bản thân, dần dần vượt qua nó và hoàn thiện bản thân mình hơn như thế nào. Rồi, lần đầu tiên thì tôi có cái trải nghiệm về nỗi sợ của mình là bằng tuổi các bạn thế hệ Y ngày và Z ở đây ngày hôm nay, tức là năm 2008. Khi đó thì tôi đỗ vào trường Đại học Y Hà Nội sau giấc mơ 12 năm đèn sách. Xuất thân tôi, gia đình là một gia đình có truyền thống về nghề y. Từ đời ông nội, ông ngoại tôi đều là những người mà có đóng góp rất lớn cho cái nền y học nhà. Thì tôi chưa bao giờ tự hỏi bản thân rằng đấy có thực sự là điều mình muốn hay không. Và tôi chỉ tin chắc một niềm tin rằng với tấm gương của hai ông mình thì trở thành một bác sĩ là một cách rất tốt để có thể giúp được người khác và làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Và đấy là những điều duy nhất tôi suy nghĩ. Có lẽ là đấy là một điều may mắn vì tôi rất tập trung trong câu chuyện học hành. Thì ở Hà Nội thì các bạn ấy yêu sớm lắm, không biết ở đây thế nào. Cấp 2, cấp 3 đã bắt đầu có tình cảm với nó rất tự nhiên thôi, nhưng mà tôi thì khá là dùng từ lướt đi, tức là chả biết gì cả, chỉ học hành thôi. Đấy. Thì khi tôi đã đỗ trường y và tôi những cái tuần đầu tiên tôi ngồi trên ghế giảng đường thì tôi mới thực sự nhận ra rằng hóa ra từ trước đến giờ mình chẳng bao giờ nghĩ về cuộc sống cả. Mình chỉ trải nghiệm cuộc sống nó chỉ boring thì sao, nó chỉ có một lựa chọn như vậy sao. Bắt đầu tôi thế thì nếu có một cách nào khác để vẫn có thể trở thành một người có ích và giúp được nhiều người hơn nữa không. Và tôi nghĩ đến, tôi mới chỉ nghĩ đến đấy thôi, và một nỗi sợ khủng khiếp nó dâng lên trong người tôi. Thế thì nếu bây giờ không làm bác sĩ nữa thì thế nào nhỉ? Ông nội mất rồi thì chắc ông cũng không để cho mình yên. Còn ông ngoại thì chắc là cũng không vui lắm đâu, tại vì ông cũng già rồi. Rồi bố mẹ, rồi anh chị gia đình. Sợ lắm, sợ kinh khủng. Cảm thấy rất nặng nề. Và tính tôi thì đến lúc đấy tôi mới nhận ra đến khi mình sợ thế thì mình làm ngược lại cái nỗi sợ của mình. Thử đi thẳng vào nó, đi qua nó luôn, không phải việc gì phải tránh cả. Thế tôi quyết định không học trường y nữa. Ngay cũng khủng khiếp luôn ạ. Và sự, có thể nói là sự dấn thân cũng như là bướng bỉnh của tuổi trẻ, của cái tuổi 18 ở Sơn Châu, và nó dẫn tôi đến cái cuộc sống của tôi bây giờ. Thì nó mở ra rất nhiều cơ hội. Và cũng như Toàn Anh thì trong quá trình sinh viên thì tôi tham gia rất nhiều các hoạt động. Tại vì tôi tin chắc rằng nếu sinh viên mà lên giảng đường đại học mà cứ ngồi học như kiểu chúng ta Việt Nam thì tôi chẳng thấy có gì khác biệt với cuộc sống cả. Tôi sẽ là học sinh cấp 4 chứ không phải là một sinh viên đại học. Thì tôi đã tham gia vào rất nhiều các cái hoạt động và nó giúp cho tôi đến một cái nhận thức hoàn toàn khác. Hóa ra là việc kinh doanh nó cũng giúp ích được cho rất nhiều người. Nó mang lại những giá trị rất tích cực cho xã hội. Trước đây tôi thực sự nghĩ là kinh doanh là con buôn, mà chỗ nọ bán chỗ kia thấy chả có giá trị mấy. Nhưng thực sự không phải như vậy. Và những cái thành quả đầu tiên trong cái con đường mà học về kinh doanh của tôi, tôi vô địch một cái cuộc thi rất lớn về cho sinh viên khởi nghiệp. Sau đó thì tôi được đại diện Việt Nam đi giao lưu với các bạn bè quốc tế ở 50 nước. Thì nó là một trải nghiệm tuyệt vời và giúp cho tôi nhận thức đầy đủ hơn về thế giới. Sau một khi tốt nghiệp thì tôi có một công việc nữa tại thành phố Hồ Chí Minh, một đô thị rất là phồn hoa, cuộc sống rất là, tôi phải dùng một từ fabulous, tức là không biết tiếng Việt là gì, không biết từ đấy là gì luôn, tức là rất rực rỡ. Đấy, làm việc toàn người Tây, tàu các thứ, xong là đi khắp mọi nơi, đi nước ngoài nước trong, thì cuối tuần là xả stress, xả láng. Đấy, thì cuộc sống có vẻ là tuyệt vời, nhưng cho đến một cái lần tôi nghĩ là quyết định cho cái việc nhận thức của bản thân mình. Và năm 2013 khi ông ngoại tôi qua đời, ông là một người có ảnh hưởng rất lớn với cái nhận thức và sự nghiệp của tôi. Và đấy là lần đầu tiên tôi có một trải nghiệm rất sâu sắc về chuyện mất đi một người thân trong gia đình. Tôi trở về từ Sài Gòn về đến Ninh Bình, là quê tôi. Thì tôi chưa bao giờ trên một cái hành trình dài như vậy, cảm giác như là chân mình nó không chạm đất ấy. Tức là nó rất khó tả, tức là tôi đi trong cái sự tuyệt vọng, cảm giác như là mình ở tận cùng của cái cảm giác của một con người khi chứng kiến một cái người mà rất
gần gũi mà có ảnh hưởng đến mình qua qua đời. Thì tôi trở về đến nhà thì tôi giật mình, thì hóa ra đám tang của ông rất rất đông người, có khoảng 2-3 nghìn người đến, và mọi người rất là bình tĩnh. Tôi cứ nghĩ là cái kiểu đám ma Việt Nam này các bạn biết rồi, nó than thảm thiết lắm, nhưng đám ma của ông tôi thì không. Thì tôi thấy một sự khác biệt rất lớn. Tôi mới nhận ra rằng là cái chết nó không quá là khủng khiếp như mình nghĩ. Có những cái chết mà khiến người khác thấy không phải đau thương gì cả, mà thấy người khác thấy hy vọng, thấy sự cuộc sống nó lại tiếp diễn. Nó thay đổi hình thức của tôi rất nhiều. Và tôi bảo là thế thì mình cũng muốn chết đi không mình. Đấy là những cái sự kiện mà quan trọng nhất trong cái sự thay đổi con người. Từ sau sự kiện của ông thì tôi bắt đầu hỏi bản thân mình rất là nhiều thứ. Thế thì nếu đó là ngày cuối cùng của mình thì mình sẽ sống một cuộc đời như nào? Thế điều gì quan trọng với mình? Làm sao để tìm thấy con người mình? Làm sao để khi mình nhìn lại thì mình có một cái di sản, một cái điều gì đó để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn? Đúng không? Và nó là những cái câu hỏi đấy thì tôi liên tục bị ảnh hưởng, và nó dẫn đến một hàng loạt những hành động thay đổi con người và cuộc sống và hệ giá trị của tôi một cách từ trái sang phải, hoặc là 100% hoặc 180 độ. Ngôn ngữ nó rất giới hạn, tôi không biết diễn tả như thế nào. Thì tôi đi học cái mới, tôi chọn một phương tiện mới. Trước đây thì đi xe đạp, taxi, đi xe máy. Và tôi chuyển thẳng sang đi xe đạp. Một ngày khoảng 18-20 cây ở Sài Gòn, rất là nóng bức. Tôi ăn mới, tôi không ăn thịt một cái nữa. Có một kiểu tóc mới, hơi ít tóc một tí nhưng mà trông cũng khá mới. Và có một công việc mới. Thì trong quá trình làm mới bản thân mình như vậy, thì tôi mới tìm thấy một cái bí mật nhỏ nhỏ khác mà trước đây tôi sai lầm. Tôi nghĩ rằng là sống cuộc sống ở Sài Gòn nó khiến tôi nghĩ rằng ồ, hình như là phải nhiều tiền thì mới sướng. Thì nhiều tiền thì mới mua được cái nọ cái kia, mới có xe hơi đẹp, mới có bạn gái xinh. Nhưng mà qua cái trải nghiệm thay đổi của mình, tôi đã nhìn ra một thứ mà tôi sai lầm. Tôi sống như thế này khoảng 6-7 tháng. Mỗi ngày tính ra đến lúc tôi nhìn lại thì mỗi ngày sống chưa đến $1, tức là khoảng 21-22 nghìn một ngày thôi. Thì mình mới thấy nhận ra là ồ, hóa ra mình có lựa chọn. Cái tự do về mặt tài chính nó không phải là bạn kiếm bao nhiêu tiền, mà cách lựa chọn cuộc sống của bạn như thế nào. Và từ đấy thì nó là một cái thay đổi rất lớn, khiến tôi vượt qua gần như những cái nỗi sợ quan trọng nhất của đời mình. Và các bạn cùng xem là vượt qua nỗi sợ rồi thì trông nó sẽ như nào. Và hành trình cái việc mà tìm qua nỗi sợ của tôi thì nó được viên mãn, được tròn trịa nhất ở cái giai đoạn thứ 3. Thì tôi có một quyển sách hay, thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi hoàn toàn những nhận thức của bản thân tôi về cuộc sống, về tự nhiên, về một con người, vân vân. Và nó tựa đề của nó là Into the Heart of Life, tức là dịch ra là tìm vào cái sự chân thật của cuộc sống, của một vị sư tôi rất là, cũng là một người thầy của tôi, là thầy Tenzin Pamo. Thầy là một người gốc Anh Quốc và đã dành rất nhiều thời gian của mình để tìm kiếm đến cái hạnh phúc ở Ấn Độ. Thì cái hành trình mà vượt qua nỗi sợ nó cũng là một cái mà chúng ta có thể học được bằng cách là học sách, học từ bạn, học từ thầy và thực hành liên tục để các bạn có thể rằng vượt qua nỗi sợ của mình. Thực sự tôi đứng ngay tại đây có những nỗi sợ, đúng không ạ? Như tôi vừa chia sẻ ngay ban đầu, nỗi sợ rằng tôi không có một bài trình bày có ý nghĩa với cả tất cả mọi người ở đây. Nhưng điều quan trọng là chúng ta nhìn thẳng vào nó và chúng ta vượt qua nó như thế nào.
Và vượt qua nỗi sợ rồi thì nó là cái cánh cửa để các bạn tìm thấy được tình yêu của cuộc sống và cái ý nghĩa trong công việc của mình. Thì tình yêu của cuộc sống thì với tôi, việc lập gia đình nó là một cách để tôi có thể gọi là trải nghiệm và hoàn thiện hơn cái tình yêu của mình trong cuộc sống. Thì đây là Minh Trang và Minh Khuê. Minh Trang là người cho tôi một niềm tin chắc chắn rằng nếu kể cả ra đường có đập đầu một cái gì đấy thì vẫn có một người đỡ mình lên. Và ở với mình dài dài, chả biết là bao lâu, chắc là cũng dài. Còn Minh Khuê thì là một người đến với tôi và khiến cho tôi tin tưởng vào sự nghiệp mình đang theo đuổi. Đó là sự nghiệp về công nghệ giáo dục trực tuyến. Thì Minh Khuê sinh vào ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2016. Thì chắc là cũng có một cái duyên nhất đấy. Thì đấy, và cái sự nghiệp tôi đang theo đuổi là công nghệ giáo dục và ươm mầm rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì nó là một trong những hình thức mà rủi ro nhất. Tức là nhiều rủi ro nhất. 100 người làm chỉ có một người thành công thôi. Đúng không? Thì tại sao chúng tôi vẫn làm? Bởi vì chúng tôi làm không phải vì chúng tôi cần tiền. Làm chúng tôi không phải vì chúng tôi cần danh vọng gì cả. Chúng tôi muốn thay đổi cuộc sống và làm cho nó tốt đẹp hơn và vượt qua được những nỗi sợ của mình để đạt được đến những cái thành công. Và đến đây tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng tất cả chúng đều có thể vượt qua nỗi sợ của mình. Vậy bằng cách nào? Cách đầu tiên, chúng ta lên đường. Đây là một vị sư khoảng 7 tuổi ở Ấn Độ. Thì vị sư này trông rất trẻ đúng không ạ? Chắc chỉ như các em của các bạn ngồi đây. Nhưng vị đã là đã đến bằng tiến sĩ Phật học. Đúng không? Chúng ta bắt đầu bây giờ thì so với thầy thì chắc cũng hơi muộn một tí, nhưng mà thôi không sao đúng không? Miễn là bắt đầu đúng không? Rồi chúng ta hãy cùng nhau lên đường và chúng ta hãy không sợ hãi như những cánh chim đại bàng, đúng không? Bay trên thật cao và làm chủ cái vận mệnh của bản thân mình. Và rồi chúng ta sẽ được thành tựu. Tôi xin cảm ơn.